Dạ, mình chào cô chú anh chị bạn đến kênh Sang Sài Gòn. Tại Sang Sài Gòn đang đứng ở nhà thờ Phaolô, khu tên lửa Bình Tân. Nay nhà thờ Phaolô trang trí chuẩn bị Noel rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Thì bà con đi ngắm cảnh Giáng sinh sớm rất nhiều luôn. Đông du khách luôn. Chuẩn bị đón Giáng sinh năm 2023. Rồi để mình chạy vô trong quay trong nhà thờ Phaolô cái nè. Chỉ quyền cây thông men luôn, cao luôn, đẹp, có đẹp luôn hả? Thank you.
vì ngày nào có vui anh chắc chắn sẽ tạo chuyện. Đây rất đông luôn, bà con nên đi tham quan Noel sớm ở nhà thờ Phao Lô. Xin lỗi anh. Xin Chúa đã bảo với chúng tôi không được ăn, không được thịt tới, sẽ phải chết. Cảnh ra là suối, thác. Rất đông bà con tham quan nhà thờ Phao Lô sớm luôn cả nhà, cái phòng rất đẹp luôn. Mấy em thiếu nhi đang tập, xin đang tập hát bài thánh ca cả nhà, làm lễ. Đây có hình tượng gà Noel rất lớn luôn.
trời trang trí lộng lẫy lắm cả nhà ơi. Quá đẹp luôn, lung linh luôn. Đây là giấy sao nghe cả nhà. Xung quanh nhà thờ đều trang trí rất đẹp luôn. Nhiều cá. Một cá. Sao
Rồi mình dạo quanh xung quanh nhà thờ Paulo chuẩn bị đón Giáng sinh năm 2023 đã kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Xin hẹn bên đây tiếp theo. Xin chào.